Alo. Chào vợ, chào con. Chào hai con, chào buổi sáng tốt lành. Cái cây sứa này tên là cây vong thứ năm. Đã được 5 tháng. Bây giờ bà trồng nó từ khi nó nhỏ chưa có hoa. Đó là bây giờ bà trồng phân thuốc. Bao ghép ra được hai cây, chưa bao ghép được hai cây, chỗ thì ba bông. Trời nó mưa mà nó lấy đồ có thể là dập hết nè, thấy cây Long Thành không, dập te tua tơi tả luôn đó. Chỗ có đẹp vậy mà nó dập te tua tơi tả. Này là Long Thành 2, này là Long Thành 2, này là Long Thành 1 nè. Long Thành 1 này là cái bông nó giống như cái bông hoa sen, chỗ rất là đẹp, dập te tua tơi tả, tàn đầu tàn cổ, đổ ra bự như cái bông hồng tiêu hết. Và ship cái cây này là cây bông thứ năm, còn cây này là cây Zenbo. Zenbo thì hoa đỏ. Cây này là đúng ra giá của nó bán là khoảng cỡ 350. Mà cái hôm đó ba ship á là nó bị thẹo, bị nó có ghép rồi bo nè, bo thúi nè, đó ghép bị bo thúi đó, đó. Rồi nó bán rẻ là phải chụp mua liền chứ không là người ta lấy, chụp mua liền. Rồi hôm đó về nó có bo nó chút xíu, bữa nay nó tốt như thế này. Cây này nếu mà bây giờ giá thị trường là phải từ 450 đến 500, 500 mà trong khi đó tiền ship về nó là hết 60 đến 70 trong giai đoạn đó. Chung là cho nên là thí dụ như mình mua một lần á, mình mua 2-3 cây thì mình ship nó nhẹ tiền. Còn nếu mà mình mua một cây thì mình ship tiền nó nhiều. Tiền ship thì giá nó 3 ký đầu thì nó khoảng có 50, 1 ký sau thì nó tính 12 ngàn 1 ký. Ship càng nhiều thì nó lợi được cái tiền ship. Ship một cây như hôm đó con mua hai cái cây nhỏ có 150, ship 60 nó thành 200. Ship thì nó mắc. Nếu mà mình nè, quay cái củ này thì cũng đẹp, củ này thì nói chung là rất là đẹp. Zenbo nè, đó nè. Zenbo củ này cũng là củ chuối luôn nè. Cái Zenbo cũng là củ chuối, cái Zenbo này củ bự. Nói chung cái Zenbo này là khoảng cỡ 2-4 găng tay của ba xung quanh. Đó. Cây này á là biết cái gì không? Cây này á cái Pratiladi. Pratiladi. Cái bà giỏ giang nè.
ghép chung với cây này gọi là cây cũng là màu vàng, cũng là cái này giáng long. Đây, cây này là con kỳ duyên, con này là con kỳ duyên.